Đây, đây là hai đồng bạn chơi chơi Minecraft 1.14.1. Không biết được. Chờ đón cái khoảnh khắc đặc biệt của đất trời đúng không? Đó khi mà để biết ủng hộ thì người dân thủ đô ra đường cũng rất là đông, mọi người khẽ chạm tay, có cả những em bé nhỏ rất là đáng yêu cũng được cả bố mẹ còn gánh lên trên vai để chuẩn bị đón thời khắc giao thừa rất quan trọng. Đó là lúc bắn pháo hoa khi mà niềm vui, niềm tin, sự rạng rỡ và sự hy vọng cho một năm mới luôn luôn tràn đầy trong mỗi trái tim của người dân Việt Nam. Và trong năm mới này chúng ta đã nghe rất nhiều lời chúc và lời ước của các nhân dịp Tết đến xuân về, còn những cái cũ sẽ qua đi và chúng ta sẽ chào đón một cái mới đầy hân hoan và hạnh phúc. Chúng ta quá đông vậy, 20 giây nữa.
đúng không?